Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, không khí Tết đang đến ngày càng gần. Lúc này những người đi học đi làm phương xa đang háo hức về nhà, chờ mong khoảnh khắc được đoàn tụ cùng gia đình, cùng nhau quây quần bên mâm cơm, cùng nhau quét dọn và trang trí nhà cửa chuẩn bị cho năm mới. Tuy nhiên, quét dọn trang trí nhà cửa cũng cần chú ý đến những góc chết mà theo phong thủy học, từ tháng Chạp trở đi, những vị trí này sẽ chịu sự quản hạt của hung tinh, do đó tuyệt đối không được có nhiều sự biến động. Vậy những góc chết cấm kỵ dọn dẹp là gì? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Trong phong thủy, có 3 phương vị chịu sự cai quản của hung tinh tháng Chạp, nên tuyệt đối không được tiến hành tu sửa hay dọn dẹp mang tính nhiều biến động, gọi là ba góc chết trong phong thủy. Thứ nhất, hướng chính tây. Theo Tử Bạch Quyết, trong tháng Chạp, hung tinh ngũ hoàng sẽ giá lâm đến hướng chính tây. Trong phong thủy học, ngũ hoàng là một hung tinh sao xấu, tuyệt đối không thể động. Một khi hướng này động sẽ gặp phải những chuyện không may như bị bệnh, dễ gặp chuyện ngoài ý muốn, gặp nhiều trở ngại. Do vậy, từ giờ đến Tết năm 2022, nếu như bạn có ý định quét dọn tu sửa nhà vào tháng Chạp, không nên có biến động lớn ở hướng chính tây. Ví dụ như không được dán hình, đóng đinh, thậm chí một số công trình có sự thay đổi về tường hay sàn ở hướng này cũng nên thận trọng. Thứ hai, hướng chính đông. Hung tinh thông thường bao gồm 3 loại: ngũ hoàng, bệnh phù và tam sát. Trong tháng 12, vị trí của sao tam sát là hướng chính đông, do vậy không được động thổ, không dán hình lên tường ở hướng này là được. Còn thay đổi đồ đạc hay đặt thêm mấy đồ mới hoàn toàn không có vấn đề gì. Thứ ba, hướng đông nam. Vào tháng Chạp, hung tinh bệnh phù sẽ bay tới hướng đông nam. Do vậy, từ sau lễ ông công ông táo, những bạn có cửa chính phòng ngủ quay về hướng đông nam nên chú ý đến sức khỏe, bởi sẽ dễ cảm cúm hoặc bị bệnh. Trong tháng Chạp, hướng này cũng không nên có biến động lớn, cần hạn chế đặt các đồ vật mới vào hướng này, đồng thời cấm kỵ di chuyển giường, thay rèm hoặc mở rèm thường xuyên. Phù tinh không quá nghiêm trọng như ngũ hoàng, những người phạm phải phù tinh nặng nhất là bị bệnh mà thôi. Tuy nhiên, sức khỏe là vàng, những gì có thể tránh được thì vẫn nên tránh. Bên cạnh đó, có một số vị trí trong nhà mà gia chủ nên dọn dẹp cẩn thận để thu hút tài lộc may mắn như sau. 1. Lối vào. Ai cũng biết vị trí lối vào kết nối cửa và nhà là quan trọng nhất, nhưng không ít gia đình vì tiện nên để rác ngay ngoài cửa để dễ dọn dẹp. Bạn không biết rằng đang phạm phải sai lầm ảnh hưởng tới tiền bạc của gia đình, vì vận may chủ yếu đến từ cửa. Ngay khi bạn để một món đồ nào đó không phù hợp ở cửa, có nghĩa là bạn đã chặn đường tiến của tài lộc, không cho hoặc hạn chế chúng vào nhà bạn. Nên nhớ rằng nếu mở cửa ra và có một hiên nhà sạch sẽ, vận may và tài lộc sẽ đến với gia đình. Vì thế, ngay lập tức dọn sạch lối đi vào nhà bạn đi nhé. Bên cạnh đó, hãy chú ý đến cánh cửa chính của ngôi nhà. Cánh cửa phải được mở rộng và rộng hết cỡ khi cần thiết mà không bị vướng bởi bất kỳ vật cản gì. Bản lề cửa không được kêu cót két, thường xuyên lau sạch kính cửa nếu có, và sơn cửa phải còn nguyên, không bong chóc, luôn mới. 2. Bếp. Bếp là góc tiền bạc, nơi bạn nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Vì thế, bếp được xem là một vị trí nằm giữ tài chính quan trọng trong gia đình. Bạn nấu ăn ở đây trong một thời gian dài, có nghĩa là có nguồn thực phẩm dồi dào.
nếu nhà bếp không được giữ sạch sẽ, thần tài sẽ dần dần rời khỏi đây và vận may sẽ biến mất. Không chỉ vậy, nhà bếp sạch sẽ khơi dậy sự thèm ăn của mọi người, giữ cho thực phẩm sạch và tốt cho sức khỏe. Nên nhớ, tài và lộc luôn đi cùng với nhau, và hễ có tài thì có lộc, có tài ắt lộc sẽ đến. Trong đó, tài lại bắt nguồn và được vun đắp từ những món ngon trong gian bếp của mẹ. Điều này đã được dân gian đúc kết qua câu nói ăn vóc học hay. Một gian bếp được bài trí hợp phong thủy sẽ thắp lửa tài lộc cho gia chủ, đồng thời giúp các thành viên sức khỏe dồi dào để lao động và tích lũy tài trí. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở trên, phong thủy yêu cầu mọi thứ phải sạch sẽ và gọn gàng. Vì thế hãy lên kế hoạch làm vệ sinh sạch sẽ cho ngôi nhà của mình. Đồng thời năm mới đến, gia chủ đừng quên bổ sung một số loại cây phong thủy nếu muốn cải thiện tài vận, thu hút tiền bạc và may mắn vào nhà. Để biết những loại cây phong thủy có ý nghĩa tốt lành nên đặt trong nhà đó là gì, xin mời quý vị theo dõi. 1. Cây kim tiền. Với dáng vẻ căng tràn sức sống, cành lá cứng cáp, màu xanh thu hút, kim tiền không chỉ gây sự chú ý cho chính bản thân mình mà còn là cả không gian xung quanh nó. Đặt một chậu kim tiền nhỏ xinh trên bàn làm việc đem lại cảm giác tươi xanh mát mẻ. Sự phát triển mạnh mẽ và cứng cáp của kim tiền như đang tiếp sức tạo động lực cho gia chủ. Cây với những cành lá to khỏe giúp làm ẩm bầu không khí tốt hơn. Đặt một chậu kim tiền trên bàn làm việc trong phòng máy lạnh giúp không gian xung quanh được ẩm hơi nước và tươi mới hơn, đồng thời thanh lọc không khí, khói bụi, vi khuẩn xung quanh phòng làm việc, mang lại không khí trong lành cho mọi người. Những lúc làm việc căng thẳng, chỉ cần nhìn cây kim tiền căng tràn sức sống cũng khiến những stress trong chúng ta tan biến đi. Kim tiền là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, thích nghi được nhiều môi trường từ nóng đến lạnh. Cây kim tiền rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, hầu như không bị sâu bệnh. Nếu trồng tốt, chúng ta sẽ thấy cây kim tiền đâm chồi rất nhanh. 2. Trúc phát lộc. Trên thị trường có rất nhiều người bày bán loại cây này, ý nghĩa của nó rất tốt, mang lại tài lộc phú quý. Cây trúc thể hiện mong ước bình an, tượng trưng cho sự an lành, biến xui xẻo thành may mắn. Và khi nó phát triển, các nhánh mọc đều đặn. Điều này cũng ngụ ý vươn lên một cách vững chắc. Chăm sóc trúc phát lộc tại nhà rất đơn giản, chỉ cần trồng thủy canh là đủ. Về cơ bản, chúng không cần phải chăm sóc. Đảm bảo nếu nước hơi bẩn thì thay nước kịp thời. Mỗi lần thay nước cần nhỏ vài giọt dinh dưỡng vào nước để đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng. Nếu nước có tính kiềm, đừng quên thêm một hoặc hai giọt giấm vào nước để giữ cho nước có tính axit, sau đó cho vào môi trường râm mát. Nó sẽ phát triển rất tốt với lá xanh bóng và cành khỏe. 3. Cây lan ý mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió. Lá của cây lan ý ở trạng thái xanh mướt quanh năm, cây có thể nở hoa màu trắng giống như thuyền buồm nên gọi là thuận buồm xuôi gió, mang ý nghĩa rất tốt. Cây lan ý cũng ngụ ý rằng gia đình mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không có trở ngại gì. Cây lan ý dễ nuôi, nó rất sợ tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, do vậy không được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để tránh lá vàng úa. Thường dùng chậu nhỏ trồng, đất càng tơi thấm càng tốt, tưới nước trực tiếp đủ, bón thêm một ít nguyên tố dinh dưỡng nữa, 2 đến 3 lần một tháng là vừa. Đảm bảo nhiệt độ môi trường không dưới 15 độ, cây có thể phát triển quanh năm. Lá có màu xanh bóng dầu, ra hoa luôn nở. 4. Cây thần tài. Không chỉ giúp căn phòng thêm đẹp, loại cây này còn mang đến nhiều ý nghĩa tốt lành.
cây thần tài mang lại nhiều vận may, sức khỏe, đặc biệt là mang lại tài lộc, tinh thông, sung túc, cát khí cho căn phòng. Bạn có thể đặt cây thần tài gần cửa chính để mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Đây là một trong những loài cây dễ thích nghi với khí hậu, có thể tự sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt và luôn giữ được dáng thẳng, hiên ngang. Nên theo thuyết phong thủy, nếu để chúng trong nhà hoặc trong không gian làm việc, đặc biệt là bàn, sẽ giúp mang lại may mắn, năng lượng dồi dào, rất yên bình. Hơn nữa, cây có nhiều đốt rỗng nên giúp tinh thần của bạn cũng dễ lưu thông, tâm hồn được tự do, thoải mái, thư thái hơn. 5. Cây ngọc bích. Đây là một loại cây rất đẹp, xanh xanh, rất tươi mát, sống cực khỏe, giống hệt cây xương rồng, cần rất ít nước và ưa sống nơi có nhiệt độ cao. Cây ngọc bích mang biểu tượng của sự may mắn, hút tài lộc, rất hợp để trong phòng khách, bàn làm việc, văn phòng. Cây ngọc bích hợp với mệnh nào? Nó cực hợp với gia chủ mệnh mộc, mệnh hỏa và nên đặt ở hướng đông nam, và không nên chọn chậu cây màu trắng bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, từ giờ đến Tết năm 2022 sắp tới, đừng quên dọn dẹp sắp xếp lại phong thủy, trồng thêm một số cây xanh theo gợi ý của phú quý tài lộc. Chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, nhiều vận may. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hãy kể đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video, phú quý tài lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.